Quý vị anh chị của chúng quay trở lại kênh Viết Phú. Đầu tiên thì xin gửi lời chúc sức khỏe và năm mới tới quý anh chị của chú theo dõi kênh, và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý anh chị của chú đăng ký kênh theo dõi trong thời gian vừa qua và trong những thời gian sắp tới. Nay em tới quán đồ cũ có vài bộ loa karaoke khá là ok, giá khá là rẻ. Em quay cho quý vị anh chị của chú cùng tham khảo một chút. Thì trước mặt quý anh chị cô chú, em vào luôn nội dung hôm nay cho nhanh. Quán hôm nay khá đông, ngày chủ nhật khá đông nên người ta đi hơi đông, nên em tranh thủ quay lúc mấy khách vừa rời khỏi khu vực này, quay cho nó thuận tiện. Thực ra mình quay cũng sao cả, nhưng mà vãng người mình quay thuận tiện hơn. Đây là một cái cặp Classic Pro PE10/4, có giá là 7.000, 7.000 mại cả thuế nha quý anh chị cô chú nhé. Đấy thì đây là một cái cửa hàng đồ cũ ở cách nhà khoảng tầm 10 cây số. Có thể nhìn thấy được cái màng loa vân loan trong rất là đẹp. Cái này là bát là khoảng 30 à 25 gì đó với anh chị của chú nhá. Đây là một cái loa hai quay. Cho nên có tép đây. Gai căng thì bằng sắt. Và công suất là 150W. Với 4 ôm điện trợ khá này. Ngoài thì được bảo công nghị rất đẹp này. Đây có quái sạch ở đây. Sau em quay kinh chị của chú coi. Đây thì chỉ ghi là Professional Speaker System. Model là PA10/4 này. Put. Đấy. Đợi lại chút xong rồi. Rồi ra nó nhất. Rồi. Xem dưới này nó có ghi thông tin gì thêm không. Không anh chị của chú nhá. Đây chỉ ghi là ghi thông tin công suất ở phía trước này thôi. Đây có thể em đứng xa lại quay về chị của chú sau. Đấy, một loa khá đẹp. Trọng lượng một cái như này thì rơi tầm 8 đến 10 cân. Một cái đôi như này thì khoảng tầm 16 đến 20 cân. Cả hộp với quý vị anh chị của chú nhé. Classic Pro 150W. Bên cạnh đây là một em loa Boss 33 US. Này một cái này mà 7.700 bằng luôn một cặp này, quá dữ. Đây có chân này đặt chân đất ngang loa luôn quý vị anh chị cô chú nhé. Ở đây thì có một cặp khác Electro Boy này. Đây là một sản phẩm của Mexico. Đây cái hàng này một cái này là tầm 3-4 cân một cái thôi, rất là nhẹ, công suất khá ok đấy, 200W và 4 ôm điện trợ. Với cái tần suất là 60Hz đến 20kHz. Và cái tần số cái tối đa của kia là 123 dB. Là cái gì? Đơn vị là thì em quên mất rồi. Decibel rồi cường độ âm thanh. Đây phía sau đây anh chị của chú có quay treo này. Sau đó có logo của Electro Boy in Mexico, hàng này là của Boss. Nhưng mà Boss này là một cái hãng lớn, gồm nhiều các sản phẩm khác như là máy công cụ, rồi linh kiện ô tô, loa đài, rất là nhiều. Đây thì có thông số 8 ohm và 200W này. Đấy. Đẹp luôn, đẹp long lanh luôn. Tuy nhiên là trước này mất cái logo ở hai cái chỗ này, Electro Boy mất chỗ này. Đấy, đây nên là thành ra em nghĩ đấy là nguyên nhân nó rẻ đấy, 8.800 khoảng tầm bây giờ 100.6 thôi. Trước cước cái mỗi cái này tầm 4 cân. Thì về Việt Nam thì nó tầm 800.000 một cái. Nó tầm 1.6 nữa, 2.3.2. Cái cước lặt vặt từ đây xuống kia thành 3.5. Khá là ok, một cái bộ loa này 200W để hát ok luôn á. Ở bên này thì có cái gì ạ? Này có cái loa Behringer này, Eurolip VS1220F này, 150W đến 300W là tối đa. Con này khá to, bass là khoảng tầm 30. Bass 30. Và gì đây? Họ với 8 ohm thì là 300W à. Còn chơi chế độ pick cự chế độ gì tiếng Nhật người ta phiên âm hơi khó đọc, hơi khó hình dung là trong cái tiếng Anh ấy, của cái chế độ này là gì.
Đối với dự program thì là 300W, RMS thì là 150W, PIC PIC thì là 600W, quá dữ. Cái này thì nặng lắm quý vị ơi, quay vài hồi chứ chục hơn chục cân. Được coi một cái đây. Giá nó là 2 triệu chưa cước ạ. Trên này có một đôi EVS 80. Giá của nó là trên 3 triệu. Con này 80W, system 80. Bát là 18 hiệu. Cả ngoài nữa là 20, 16, 20 hiệu. 3 triệu chưa cước nha anh chị của chú ấy. Một đôi phải sau một cái nữa. Khá đẹp. Không thấy ghi ở đâu ạ, chỉ ghi là Birmingham, chắc là sản xuất ở Mỹ thôi. Em vừa mới coi rồi, tranh thủ coi vì hơi đông khách. Trong này thì gồm nhiều thứ lắm, như là đàn đúng này. Và bên này máy công cụ này, máy cắt cỏ này, máy cắt sắt, cắt gạch này, máy khoan tay này, có máy gạch luôn. Rồi quạt công nghiệp này, máy hút bụi công nghiệp này, đủ thứ luôn. Xe xúc tuyết này. Cái này là cái gì em không rõ lắm. Đây máy cưa cầm tay này của Boss này, Boss chi này. Con này giá khá đắt, 3 triệu một cái nha quý anh chị của chú nhé. Sạc pin đấy thì tiếp tục quay sang bên này. Bên này thì có cái gì đấy, đây có một cái Lambo Bass Module 500 này, còn đắt này. Đây loa con nó nữa. Đó, chỉ có ở như thế này thôi. Giá 38.500, tương đương khoảng tầm trên 7 triệu rưỡi. Hàng mỗi nguyên hộp nha anh chị. Mỗi nguyên hộp luôn, không có gì phải review ạ. Không mở ra được, phải coi sản xuất ở đâu đâu. Còn đây là một con S80 của Yamaha này. Đó, giá 4.500, 85W này. 4.500 là tầm 800.000 thì đó. 85W anh chị của chú. Con này nặng lắm. Tiền cước sẽ cao hơn tiền hàng. Tiền ra 3.000 tiền thóc rồi. Còn ở bên này bên này vẫn có, nãy là có một con Sony ST9 này, 2015 này. Con này thì của cái dàn 7.1. Tuy nhiên thì mấy cái linh tinh 7.1 tiếp theo thì không có ở đây. Thì nó công suất của con này là tới tận 200W, khá là ok, watt 30. Cái này thì khá là nhiều người họ không thể ghi thông số này 20 hay là 30, nhưng mà nhiều người cũng có, Việt Nam cũng có ưa chuộng con này. Sản xuất 2015, đồng con nguyên bọc cho anh chị của chú nhé, chắc họ chưa dùng á. Có giá là khoảng tầm 9.500, đó, khá là đẹp. Bên hông của nó thì là một em Bow Companion Series 2 của Companion 3 này. Con này chỉ có một mình cái bát này thôi. Quá đắt thế, con này quá đắt. Bán 1.700.000, tương đương gần 3.3 triệu rồi, 3.3 triệu hơn này. 96W. Con này của dàn 2.1 thì bán một mình cọc không nữa. 1.6 triệu, 1.6 triệu bằng chỗ khác bán cả bộ luôn này. Con này đắt, tôi không quan tâm đấy. Thấy cái bộ này thì Onkyo này được giảm 30% luôn. 8.800 giảm 30%, 8.324. Tao gần 8.800 giảm gần 3.000 này, gần 5.000, hơn 5.000. Một bộ này. Cái tép nằm lâu quá ngoài mua. Rồi thì đây có một em 201 AVM. Một cái này, 5.500 cả thuế, 5.000. 5.500 cả thuế. Triệu. Một cái này cũng mua ít khi mua, khi thiếu cái mua về. Bow 101mm này. Con này thì giá chung khi nào nó là 11.000. Con này đẹp, con này đẹp thật, bọc trong túi bóng đẹp lung linh luôn. Con này là chắc là một trong những con nó phải mới đẹp nhất trong những con em quay trước giờ đấy. Rất là đẹp luôn, 150W này. Trong vanh luôn nha quý vị. 45W đến 150W đấy. 11.000 tầm 2 triệu chưa cước rồi. Đây con em Yamaha SW05. Con này thì 3.800, tầm 700.000 hơn. 55W. Đây bên này thì là nhiều cái loa khác, âm ly khác thì cũng nhiều lắm.
âm ly tự đồ nhiều lắm, nhưng mà toàn mấy cái âm ly AV thì Việt Nam mình cũng ít ít người quan tâm. Đây có Marantz PM8001 2009 con là 180W đối với 4 ôm, 150W 6 ôm và 120W 8 ôm, thì giá là khoảng tầm 5 triệu siêu cước. Khá nặng. Pioneer AD1 này, 3 triệu này, 150W này. Còn đẹp, trong mọc trong túi bóng luôn anh chị. Con này thì nó tầm 5 cân. Còn chuyện nó cũng đỡ. Con này lấy thêm gì đây. Rồi sang bên này có cái gì? Mấy bộ dàn kén út. Và mấy cái ở đây có cái gì đây? Cái Victor đa năng này khá hay này, chơi được băng đĩa này, DVD CD này. Đĩa MD luôn, DVD đây, MD đây. Phone này. Giá khá đắt, tầm 6,5 triệu, sản xuất 2007 nha quý vị, còn rất là đẹp. Hồi gỗ mũi bóng long lanh luôn. Đây bên này có mấy cái loa Bluetooth của Panasonic ngày xưa. Cái thời 2019 gì đó, 18 gì đó, em cũng ở trên Niigata, em gửi mấy bộ như này về Việt Nam rồi này. Ngày đó em mới dẫn thân vào đồ cũ audio nên là có gửi mấy cái hàng như này về Việt Nam à cho anh chị của chú rồi. Đây con bộ GVC của Victor GVC, con này khá đẹp, CAEX S5 nha quý vị. Giảm 20%, 22.000 giảm 20% thì còn tầm 18. Bluetooth NFC này. Tăng tầm 3 triệu một. Giá sau khi giảm là 31.8 tầm 3 triệu rưỡi đó, chưa cước quý vị anh chị của chú nhé. Cước thì cái dòng này nó nhẹ nên là cước nó cũng không đáng quá nhiều so với những hàng khác. Ở phía bên này thì có mấy con loa khá là chất. Loa Dali Icon 5 này bán 10 man anh chị của chú, tầm 20 triệu này. Đôi. Đấy, có đơn ông SCCX303 bán 7 man 1, còn tầm 13 triệu 5 này. Ghê thật. Đây cái này. Con này đắt thật. Rồi đây là một cặp BW685 giá 3 man 3 tầm 6 triệu. Con này thì ở đây là cái hàng đẹp, và mấy hàng này là khu này là khu trưng bày hàng đẹp đấy, này là những cái đôi nào chất đẹp thì nó vứt ở đây. À, ví dụ con cái này họ đang chơi luôn này, Super Audio họ đang chơi nhà để quảng cáo luôn đấy. Đây thì giá là tận tầm 7,5 triệu, họ điều khiển luôn. Cái này Parang PM15S2 này có giá là 8,2 tầm 15 triệu trên. Đây là những con hàng đắt đẹp thì để ở đây, nhưng có mấy cái bát to 40 này, bát 20 này, nhiều. Đấy thì quanh đây thì còn nhiều đồ khác như là trống kèn rồi cái gì trên trời đất có hết á, đàn đúng. Đấy thì là một số cái đồ em review anh chị của chủ coi loa đài. Ở đây thì em cũng review nhiều cái đồng hồ cũ, nên mời anh chị của chủ tham khảo một số mẫu để chọn hàng vãi và giá yêu thương, rất là sinh viên luôn. Đây em xin kết thúc video này tại đây và em xin hẹn gặp lại các bạn lần sau ạ.